Từ trò chúng ta làm một câu nói về tình huống thực tế hữu cơ. Đây như sau. Xăng sinh học E5 chứa 5% methanol về thể tích. Ethanol là C2H5OH. Còn lại là xăng. Giả thiết là trong xăng chỉ là oktan. Được chưa? Giả thiết chỉ là oktan, tức là xăng này chỉ là có oktan thôi. Oktan công thức là oktan là hợp chất hydrocarbono. Công thức là C8H18. Khi đốt cháy hoàn toàn một mol ethanol, ethanol là C2H5OH. Tạo ra nhiệt lượng chừng đó, một mol oktan tạo ra nhiệt lượng chừng đó. Trung bình một chiếc xe máy di chuyển được 1 km thì nhiệt lượng cần cung cấp cho động cơ có độ lớn là chừng này. 1 km là chừng này nhiệt lượng. Nếu xe máy đó đã sử dụng 50 5, 5 lít xăng E5 trên quãng đường di chuyển được bao nhiêu km? Nếu xe máy đó đã sử dụng 5 lít xăng E5 ở trên thì quãng đường di chuyển được là bao nhiêu? Ở đây người ta hỏi là đây 5 lít thì chúng ta thu được đi được bao nhiêu km? Biết hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là 25%. Có lượng riêng của ethanol là 0,8, chỉ số oktan là 0,7. Có lượng riêng của oktan là 0,7. Rồi bây giờ chúng ta hiểu như thế nào? Hiệu suất sử dụng nhiên liệu của động cơ là 25%. Đầu tiên là mình tính thể tích của ethanol với lại octan, xong rồi mình suy ra khối lượng rồi mình tính số mol. Rồi, ok. Cái bước đầu tiên nó làm như là ok, thầy thống nhất với vậy nha. Đầu tiên chúng ta chưa làm gì vội vàng ha. Cái gì có thể làm thì chúng ta làm trước. Như vậy chúng ta sẽ đi tính được thể tích của ethanol. Ethanol ở đây là 5%. 5% ethanol. Như vậy chúng ta có V của C2H5OH sẽ bằng 5% của 5 lít, bạn tính cho thầy bao nhiêu ạ? Cho em tính được cái thì cái chỉ số của oktan là C8H18. Bạn tính cho thầy bằng bao nhiêu? Bật cái lấy 5 trừ đi. Vì ethanol trong sinh học cái năm thì chúng ta có 5% ethanol, còn lại là xăng, mà xăng này người ta nói là chỉ chứa oktan, tức là C8H18 thế thôi. Bạn tính cho thầy đấy ạ. Không phải 25, 4,75. Bạn nào hỏi gì ạ? Rồi sau đó em sẽ dựa vào cái công thức kép vừa trước thầy dạy bạn để chúng ta tính đúng không ạ? Khối lượng của C2H5OH là bằng mol nhân M lớn và bằng V nhân D. Tương đương. Mol là chưa biết. M lớn của thằng này là 46. V. V ở đây chúng ta là 0,25. Nhưng nhớ cho thầy là đơn vị đây là gam trên ml. Em sẽ đổi sang. Như vậy đổi sang luôn đi. Thì thằng này là 250 ml. Cái thằng này là 4750 ml. Rồi, V của chúng ta là có rồi, 250. D là 0,8. Từ đây bạn tính cho thầy mol rượu bằng bao nhiêu đã? Mol C2H5OH bằng bao nhiêu? Tên em ơi. Một trăm trên 23 rồi. Chúng ta nên để dạy cho nó đỡ sai số ha. 100 phần 23. Rồi tiếp tục. Tiếp tục của em cũng làm như tương tự đối với khối lượng của C8H18. Mol nhân M lớn và bằng V nhân D. Mol C8H18 cho biết. M lớn tính cho thầy đi.
114. Về về chúng ta đã tính được ở trên là 4750. Chúng ta nhân cho 0,7, từ đây vẫn tính cho thầy mol của C8H18 octan đấy. 175/6. 175/6 mol. Rồi, tiếp theo em xử lý như thế nào ạ? Người ta hỏi là đi 5 lít xăng này, dùng 5 lít xăng này thì đi được bao nhiêu km? Bạn làm được không ạ? Làm thế nào đấy? Tìm tổng nhiệt lượng rồi xong chia. Nhưng mà cái hiệu suất 25 em xử lý như thế nào? Có hiệu suất 25 nữa. Tổng nhiệt lượng đây, ok. Nhiệt lượng của xăng E5 đúng không? Thì em sẽ lấy cái mol của thằng C2H5OH là 100 phần 23. Một mol nó thì tỏ ra nhiệt lượng là 1365. Như vậy chân này mol thì sẽ nhân vô. Còn của C8H18 là 175 phần 6. Như lượng tỏ ra của hắn là 5928,7. Bạn tính cho thầy bao nhiêu? Một bảy tám tám năm năm phẩy một chín chín ba. Một bảy tám tám năm năm phẩy 1993. Đơn vị là kilojoule. Rồi, bây giờ tiếp theo bạn xử lý như thế nào ạ? Mình lấy số đó mình chia cho 21178 xong rồi mình nhân cho 25%. Cái đúng không mày đó? Cái đúng không các bạn ơi? Như vậy số km đi được là bao nhiêu? Di chuyển. Các bạn có ý kiến gì không ạ? Thầy lấy cái thằng nhiệt lượng này thầy nhân cho bao nhiêu? Lấy 178855 phẩy 1993. Em nhân cho 25% hiệu suất sử dụng của động cơ. Vậy em chia bao nhiêu? Chia cho 211,8. Ở đây mình tính được là bằng 211 km. Hết câu này. Không biết là thầy giảng như thế này các bạn có hiểu vấn đề không ạ? Tên em hỏi không Linh ơi. Được không ạ? Rồi, Khải kiến nhiệm Khải ơi. Các bạn ý kiến gì không ạ? Các bạn không ý kiến nữa thì xin phép dừng câu hỏi này tại đây nha.